xin chào các em. Đến với tiết học địa lý 6 ngày hôm nay. Và bài học ngày hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu là bài 23, Sông và Hồ. Và nội dung bài học ngày hôm nay, các em sẽ tìm hiểu hai phần chính. 1. Sông và lượng nước của sông. 2. Các em sẽ tìm hiểu về hồ và các loại hồ trên trái đất. Đầu tiên, cô và các em cùng tìm hiểu về sông và lượng nước của sông. Và trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 nhỏ, khái niệm về sông. Sau đây, các em hãy dựa vào nội dung sách giáo khoa và các hình sau. Em hãy cho biết sông là gì. Đây là hình ảnh của các con sông như sông Hồng, sông Amazon, sông Mã, sông Volga. Dựa vào nội dung sách giáo khoa, các em có thể biết được sông chính là một dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. Vậy, ta biết được rằng sông chính là một dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. Và sông được các nguồn như nước mưa, nước ngầm, nước băng tuyết tan cung cấp nước thường xuyên. Đây là hình hệ thống sông và lưu vực sông. Dựa vào nội dung sách giáo khoa, em hãy cho biết lưu vực sông là gì. Và các em cùng quan sát trên hình. Đây chính là lưu vực sông đã được cô giới hạn bởi đường màu đỏ. Vậy ta có thể biết được rằng lưu vực sông là diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho một con sông. Tiếp theo, quan sát hình hệ thống sông và lưu vực sông, em hãy cho biết hệ thống sông gồm những bộ phận nào. Qua hình, các em có thể thấy được hệ thống sông gồm 3 bộ phận. Bộ phận đầu tiên đó là sông chính. Sông chính là sông lớn nhất, dài nhất. Bộ phận thứ hai là phụ lưu. Phụ lưu chính là các con sông cung cấp nước cho sông chính. Bộ phận thứ ba chính là chi lưu. Chi lưu là các sông có nhiệm vụ thoát nước cho sông chính. Và sông chính, phụ lưu, chi lưu hợp lại tạo thành một hệ thống sông. Đây là sơ đồ lưu lượng nước của một con sông. Quan sát sơ đồ sâu và nội dung sách giáo khoa, em hãy cho biết thế nào là lưu lượng nước của sông. Các em cùng quan sát sơ đồ. Lưu lượng nước của sông chính là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang của lòng sông ở một địa điểm nào đó trong một giây. Trong một năm, lưu lượng của sông có thể thay đổi tùy theo tháng, theo mùa. Về mùa mưa, khi mực nước trong lòng sông dâng lên cao thì lưu lượng của sông lớn. Còn về mùa khô, khi mực nước trong lòng sông hạ xuống thì lưu lượng của sông nhỏ. Và nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm sẽ làm thành chế độ chảy hay thủy chế của nó. Và mỗi con sông đều có lưu lượng, chế độ nước chảy và nguồn cung cấp nước khác nhau. Và đây là hai hình ảnh sông Hồng vào mùa lũ và sông Hồng vào mùa cạn. Vào mùa lũ thì lưu lượng của sông lớn, còn vào mùa cạn thì lưu lượng của sông nhỏ hơn. Như các em đã biết, sông được nhiều nguồn cung cấp nước khác nhau như nước mưa, nước băng tuyết tan, nước ngầm. Và nếu con sông chỉ phụ thuộc vào một nguồn cung cấp nước, ví dụ nước mưa, thì thủy chế của con sông đó tương đối đơn giản. Còn những con sông phụ thuộc vào nhiều nguồn cung cấp nước khác nhau như vừa phụ thuộc vào nước mưa, vừa phụ thuộc vào nước do băng tuyết tan, thì thủy chế của con sông đó phức tạp hơn nhiều. Đây là bảng lưu vực và lưu lượng nước sông Hồng và sông Mekong. Quan sát bảng trên, em hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mekong và sông Hồng. Qua bảng trên, các em có thể thấy được rằng sông Mekong có lưu vực lớn hơn lưu vực của sông Hồng. Lưu vực của sông Mekong là 795.000 km2, còn lưu vực của sông Hồng là 143.700 km2. Chính vì vậy, tổng lượng nước của sông Mekong sẽ lớn hơn tổng lượng nước của sông Hồng, trong khi tổng lượng nước của sông Mekong là 507 tỷ mét khối trên năm, thì tổng lượng nước của sông Hồng là 120 tỷ mét khối trên năm. Còn tổng lượng nước vào mùa cạn và tổng lượng nước vào mùa lũ của sông Mekong và sông Hồng có sự chênh nhau không đáng kể. Từ đây, chúng ta có thể rút ra được nhận xét, sông có lưu vực lớn thì lượng nước nhiều, còn sông có lưu vực nhỏ thì lượng nước ít hơn. Sông ngòi
đã đem lại nhiều lợi ích cho con người, như bồi đắp phù sa cho vùng đồng bằng để đất đai màu mỡ hơn. Bên cạnh đó còn có phát triển giao thông đường sông, làm thủy điện, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch. Tuy nhiên, sông ngòi cũng gây nên không ít tác hại và nó có những mặt hạn chế sau. Ví dụ như về mùa lũ thì nước sông dâng cao, nó sẽ gây nên lụt lội, làm thiệt hại lớn đến tài sản và sinh mạng của nhân dân quanh vùng. Ngoài ra, những khu vực ven bờ sông có thể xảy ra tình trạng sạt lở đất gây thiệt hại đến người và của người dân. Và ở nước ta, hàng năm việc phòng chống lũ lụt đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của đảng và nhà nước. Vậy, các em có thể thấy được rằng sông chính là một dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa và sông mang lại nhiều lợi ích cho con người, như phát triển giao thông đường sông, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, phát triển thủy điện, bồi đắp phù sa cho đồng bằng và giúp con người phát triển du lịch. Nhưng bên cạnh đó, sông còn có những hạn chế gây thiệt hại đối với con người, như gây ra lũ lụt và sạt lở đất. Và thực trạng hiện nay, nhiều con sông trên thế giới đang bị ô nhiễm rất nặng nề do hoạt động sản xuất sinh hoạt của con người. Con người xả rác trực tiếp xuống dòng sông hoặc nước thải từ các nhà máy xí nghiệp thải trực tiếp ra sông, gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông. Vậy cô và các em vừa tìm hiểu xong phần 1, sông và lượng nước của sông. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang phần 2, sẽ tìm hiểu về hồ, Hai La Mã, hồ. Đây là ảnh chụp vệ tinh của hồ Tơ Nưng, hay còn gọi là biển hồ, thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai của nước ta. Dựa vào nội dung sách giáo khoa và hình, các em hãy cho cô biết hồ là gì. Hồ chính là những khoảng nước động tương đối rộng và sâu trong đất liền. Và sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cách phân loại hồ. Có hai cách phân loại hồ. Cách thứ nhất sẽ dựa vào tính chất của nước. Và cách thứ hai, người ta sẽ dựa vào nguồn gốc hình thành của hồ. Vậy, căn cứ vào tính chất của nước thì sẽ có mấy loại hồ. Dựa vào nội dung sách giáo khoa, các em có thể thấy được rằng nếu phân loại theo tính chất của nước sẽ có hai loại hồ, đó là hồ nước mặn và hồ nước ngọt. Hồ nước mặn là hồ thường có ở những nơi có khí hậu khô khan, ít mưa nhưng độ bốc hơi lại lớn, ví dụ các hồ trong hoang mạc. Vậy, nếu căn cứ vào nguồn gốc hình thành sẽ có mấy loại hồ? Dựa vào nội dung sách giáo khoa, các em có thể biết được nếu phân loại theo nguồn gốc thì sẽ có 4 loại hồ. Loại hồ thứ nhất đó là hồ móng ngựa, hay còn gọi là hồ vết tích của khúc sông cũ. Các hồ này có hình dáng như móng chân ngựa, nó chính là di tích còn sót lại của các khúc sông cũ, ví dụ như hồ Tây ở Hà Nội nước ta. 2. Hồ Băng Hà. 3. Hồ Miệng Núi Lửa, chính là các hồ được hình thành ở miệng của các núi lửa đã tắt, có hình tròn, ví dụ như hồ Tơ Nưng ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai của nước ta. Và cuối cùng đó là hồ nhân tạo. Đây là các hồ do con người xây dựng nên, như hồ Tháp Bà, hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng v.v. nhằm phục vụ cho đời sống của con người. Sau đây, các em hãy quan sát sơ đồ của hồ móng ngựa, hay còn gọi là hồ vết tích của khúc sông cũ. Và đây là hình ảnh hồ Tây, hồ có nguồn gốc từ vết tích của một khúc sông cũ. Còn đây là hồ Miệng Núi Lửa ở Hoa Kỳ. Và đây là một trong những hồ nhân tạo ở nước ta. Hồ đây là hồ Dầu Tiếng thuộc tỉnh Tây Ninh của nước ta. Cũng như sông, và hồ cũng mang lại nhiều lợi ích cho con người chúng ta, như đánh bắt cá, giúp con người làm thủy điện, phát triển du lịch và làm thủy lợi. Như vậy, cô và các em đã tìm hiểu xong nội dung bài 23 Sông và Hồ. Và sau đây là phần nội dung ghi bài. Các em cần ghi bài đầy đủ vào tập. Và sau đây là phần hướng dẫn ở nhà. Các em nhớ ghi bài vào tập. Chuẩn bị bài 24, Biển và Đại Dương. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.